Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2020 Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn lại lên một cái video chia sẻ cho cô chú anh chị một ít cái hàng giống Con giống này thì hôm nay em chia sẻ tuyệt vời đẹp nha Những con giống hôm nay em chia sẻ là những con giống mà em đã định giữ lại Để mà nhân giống tiếp mà sang năm em bán Thế nhưng mà hôm nay em lấy ra em trồng Em trồng lại một ít rồi Thế Còn em lười lười thì là em lại nhổ ra và chia sẻ cho cô chú anh chị thêm một ít nữa. Thế còn à, hôm nay là toàn bộ là còn toàn hàng đẹp em để lại và em à, định để nhân giống tiếp. đó thì à, nhớ đến là cô chú anh chị là cũng mấy hôm rồi chưa mua được một ít hàng thường nào mà toàn hàng va là em quyết định em lên một ít để cho cô chú anh chị siêu toàn đây này. Em đang trồng hai chậu này là hai chậu chi long nhá. Rồi một chút xíu nữa thì em sẽ quay uh, rõ về hai chậu này cho mọi người xem còn bây giờ thì em xin phép em vào đơn hàng chính luôn đó là ám mắt đỏ tam đảo vâng thì em hôm nay em có duy nhất hai đơn ám cổ mắt đỏ phi em của tam đảo thì em còn lại duy nhất hai kỳ năm ngoái thì em chia sẻ với cô chú anh chị luôn vì là vườn em nó đến thời vụ đang làm kỳ rồi nên là nó rất là chật nên là em còn lại hai ki sót lại năm ngoái thôi em sẽ chia sẻ luôn cho cô chú anh chị không có nó chật quá em không có chỗ mà treo. Đây em sẽ cho mọi người xem mặt hoa nhá. Đây ạ. À, đây là bông ám cổ mắt đỏ của tam đảo mọi người nhá. Đây là một bông ám cổ mắt đỏ của tam đảo. Nó hơi loá nhỉ. mọi người chờ em chút em chỉnh. Đây ạ. À, đó, cho mọi người xem kỹ mặt hoa nhé Đây là dòng ám cổ mắt đỏ của Tam Đảo Phân thủy khá là đẹp Và bông này à, thuộc vào bông rất là đẹp luôn Bông cực kỳ to Cánh cực bay bông to rất là to luôn nhá Đó bông cực to luôn đấy ạ Thì à, dòng thân này là dòng thân phi 21 mọi người nhá Lưu ý mọi người là dòng thân này là dòng thân phi 21 mọi người nhá Thì đây em có Ki 52 Chứ kỳ 51 thì bây giờ em mới đang ươm ám cổ mắt đỏ của tam đảo em còn một kia ở trên thân nhưng mà kia ở trên thân đấy thì nó chưa dễ chưa bán được thì họ uh, em còn cái chậu này nó có hai kia thì hôm nay em tách ra em chia sẻ cô chú anh chị vì dàn nó chặt quá rồi em uh, chia sẻ bớt để em uh, treo hàng mới ra một kia ám cổ mắt đỏ tam đảo đầu tiên là 550 000 năm nó dài khoảng hơn 20 cm đây thân mẹ này khá là to thân mẹ khá là to một mầm gốc lên rất là đẹp nhá một mầm gốc lên rất là đẹp luôn đó, thì kỳ này mùa này thì nó rụng lá thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Là mùa này nó rụng lá là bình thường, đúng không ạ? Đơn đầu tiên là 550 000 ạ. Đơn thứ hai là một kỳ và một mầm gốc dài khoảng uh, non non 20 cm một chút xíu, thiếu 20 cm một chút xíu. Thì ở uh, này là mầm gốc rất là đẹp, cả hai kỳ mầm gốc rất là đẹp. Đơn này em bán là 500 000 Đó là chỉ có duy nhất hai kỳ ám cổ mắt đỏ tam đảo thôi nhá. Cô chú anh chị nào nhanh tay thì được nhá, mà chậm tay là sẽ không nhà em sẽ không có kỳ để đáp ứng đâu ạ. Rồi em sẽ chuyển sang cái dòng này là dòng chi long của Hà Nam Nhất chi long Hà Nam nhá Bông cực sai, dòng này bông sai một cách dã man luôn Đây em sẽ cho mọi người xem này Lý do hôm nay em bán là em sục trợ và để mang ra để trồng lại Để làm giống Thì em cũng nghĩ là, là mấy hôm nay rồi em chưa chia sẻ cho một cô chú anh chị một cái video hàng thường nào Thì hôm nay em sẽ chia sẻ Đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy Đây là những cái kia 51 của hàng chi long nhất chi long Hà Nam thân nó cực kỳ to đây mặc dù thân mẹ nó bé xíu như này nhưng mà kia của nó cực kỳ to và cực kỳ đẹp em trồng lại uh, ba chậu làm giống nhá ba chậu làm giống mầm gốc này rất là to luôn mầm gốc nhìn thì rất là phê đấy nhìn mầm gốc nhìn rất là phê thực ra là đó nó còn có cả kia trên thân này thì tí nữa em sẽ chia sẻ uh, cho cô chú anh chị thì đây là cái cách trồng của em đó thì uh, em vẫn cần giữ nguyên bộ rễ này giữ nguyên bộ rễ này để trồng lại đây đó thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái vỏ thông này là em dùng vỏ thông ta em luộc vỏ thông ta mài nhá em luộc và em trồng thì cô chú anh chị nhìn thấy cái chậu cây của em nó đẹp như thế này đó thì em sẽ vào em chia sẻ cho cô chú anh chị luôn và cho cô chú anh chị xem hoa nhá thì đây đây là bông chi long hoa này được nở tại nhà em đó bông chi long hoa thì gần như bệt lưỡi ống gần như bệt đó cô chú anh chị nhìn nhá đây là bông khác đó, bông chi long này nó gần nhìn nó gần như bông bệt Còn đây em sẽ cho cô chú anh chị xem một cái hoa nở tại Hà Nam. Thì đây, đây cũng là một cái giò chi long của Hà Nam. Cái giò này nguồn gốc cái cái cái, cái hình ảnh hoa này nhá, em nói dành mọi người luôn này. Em đỡ phải uh, em ghi vào đây là hoa mượn rồi nhá. Nhưng mà em sẽ nói dành về nguồn gốc của cái chậu này là của bố anh tên là Đoàn ở Hà Nam. Mọi người nha bố của anh tên là Đoàn ở Hà Nam. Ông mang đi hội hoa lan hòa bình năm 2018. Đó, thì ông ấy bán luôn tại hội hoa lan hòa bình 2018. Thì cái đấy, mặt hoa của nó sai mức độ như này đây, bông này. Bông tím đậm rất là đẹp luôn mọi người nha Đấy, bông tím đậm rất là đẹp luôn. Đây em cho mọi người xem lại hoa ở nhà em. Đây, đây là hoa nở tại nhà em nhá. Đó, cho cô chú anh chị xem lại mặt hoa hoa này nở tại nhà em này. Đây. Bông tím đậm rất là đẹp luôn đó bông tím cái lưỡi này gần như bệt rồi cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái lưỡi gần như là bệt đó rồi em vào chia sẻ luôn hàng này thì thân lá chấm hết mặt hoa rất đẹp luôn thân lá thì chấm hết mà mặt hoa thì rất là đẹp luôn cây số 03 là bắt đầu là kỳ chi long nha mọi người nha số 03 là bắt đầu là chi long em uh, bình tĩnh em bật điện đây đơn số 03 nhất chi long của hà nam nó có một mầm gốc này một mầm gốc này một kỳ trên thân này đó, mọi người nhìn cái cây rất là đẹp luôn Mầm gốc này đã có rễ rồi này Đấy, mọi người về, mọi người đợi thêm vài ngày nữa rồi Mọi người tách cái này ra là được một cái chậu nữa luôn Đó, là thì kia này em bán là 350 nghìn Em chia sẻ với cô chú anh chị luôn là kia chi long như thế này anh em người ta đang bán là khoảng hai trăm rưỡi một kia như thế này mọi người nhá nhưng mà ở đây là nhà em làm được em chia sẻ với cô chú anh chị là giá là mềm thôi đó, còn mọi người cứ đi mua những cái kia chi long mà như ở trên thân như này chỉ dài thêm một chút nữa cắt được thôi là họ bán 250. Đó, đây là đơn số 04, vẫn là chi long Hà Nam. Đơn này thì có một mẹ và một con, con rất là mập rất là dài rồi. Đấy thì đơn này em bán là 300 000 Đơn số 04. Rồi đơn số 05 em đi qua nhanh đơn nhá. Đơn số 05 270 000 Một mẹ mà một con, con ngắn hơn con trước một chút, một mẹ và một con. Ngắn hơn con trước một chút, 270. Đơn số 06 cũng là Chi Long nhất Chi Long của Hà Nam cũng một mẹ và một con thì con cũng ngắn hơn là hai con trước một chút xíu nữa thì em bán là 250.000 em cân giá rất là đẹp luôn 250.000 đó rất giá giá rất là yêu thương còn cô chú anh chị đi mua kia 51 em nói thật sự chia sẻ cô chú anh chị là những cái kia mà dài như thế này thôi họ đã bán 200 rưỡi rồi đấy chưa nói là kia 52 nhá rồi đơn số 07 300.000 đơn số 07 là 300 một mẹ rất là đẹp đó một mẹ rất là đẹp và một con này Đấy, con nó rất là ok luôn Con rất là đẹp Một mẹ một con khá là đẹp Đây mọi người nhìn lá này Đó Đơn số 07 là 300 nghìn Đơn số 08 em chia sẻ là 250 Thì nó có một con dĩn này Một con nhỏ nhỏ này Đó, đang bắt đầu bật mầm gốc Đó, con nhỏ này đang bắt đầu bật mầm gốc Và có một con này thì nó có thân rất là béo Mọi người em nói thật chia sẻ với cô chú anh chị Cô chú anh chị mua loại này về Cô chú anh chị nhìn thân Cô chú anh chị mê luôn Đó Có một cái kia ở trên thân và mầm gốc mầm gốc thì còn đây có một cái ở đây đang bật có một cái ở đây đang bật lên nhá đó này Đấy cái rễ rất là khỏe rồi đơn số 08 em chia sẻ là 250 000 đơn số 09 này đơn số 09 này là 300 nghìn nó có hai cây trên thân và cây này có hai mầm gốc nhá nhưng mà mầm gốc bây giờ nó mới nhú mầm gốc bây giờ mới nhú nhá mọi người nhá có hai cây trên thân đã có rễ này họ đã có rễ rồi này Ki nhìn cực kỳ phê luôn hai ki trên thân Đó đơn này em chia sẻ 09 là 300 nghìn Rồi đơn số 10 Đơn số 10 là 250 250 Một mẹ đang lên mầm gốc Đây Đó Cô chú anh chị nhìn thấy hai mầm gốc xưng chưa Đấy hai mầm gốc đang xưng nha Đơn số 10 Đơn số 10 Là 250 Đơn số 11 là 200 Đơn số 11 này nó có một mầm gốc thôi Đó đây này Đơn số 11 này nó có một mầm gốc thôi Đấy, Mầm gốc đang sưng Kỳ rất là đẹp luôn Đó nó còn đang nứt kỳ trên thân nữa này Đó Kỳ số 11 200 nghìn Khi số 12 200 nghìn nữa Số 12 này Nó có một con này Con này đang lên mầm gốc này Đây mầm gốc đây Đấy, Đang lên mầm gốc này Một con ngắn ngắn này Và một con này nó có một mẹ một con nhỏ nhỏ Là 200 nghìn em bán đơn này 200 nhá rất là ok, giá rất là mềm đấy ạ. Số 13 300 nghìn Số 13 này 2 kia kia trên thân Mầm gốc đang bật Mầm gốc đang bật Đây để em lấy nét Cô chú anh chị thông cảm nhé Cái video em quay mà nó hơi bị mờ Thì cô chú anh chị thông cảm nhé Đây để em lấy nét này Đó 2 mầm gốc Được chưa Kia trên thân đã một cái có dễ rồi Còn một cái còn lại chưa 300 nghìn cho cái đơn số 13 Đơn số 14 Đơn số 14 400 nghìn một mẹ dài khoảng 20 cm và có một con rất rất là khỏe luôn Đây. Mầm gốc rất là khỏe có rễ rồi này. Đó. Đơn số 14 nha mọi người nha. Kỳ rất là to và khỏe. 400 000 400 000 Đây. Rất là nhiều kỳ trên thân để cô chú anh chị có thể làm được nhá. Có thể làm được 1 2 3 4 5 6 7 cái kỳ. Còn lại đoạn này trở xuống em không thèm tính kỳ nữa nhá. 7 kỳ cô chú anh chị làm được một giò to chơi luôn. Đơn số 15. 400 000 nữa kỳ trên thân bật này đó đơn này thì nó khoảng 15 cm thôi có một mầm gốc rất là đẹp này và ở bên ngoài này nó có một cái kỳ tức là mắt này là năm ngoái nó không lên kỳ thì là năm nay nó bật đó đấy cái mắt già này năm ngoái nó không lên kỳ thì năm nay nó bật lên đây này nó mầm gốc rất đẹp kỳ khá là đẹp luôn đó cái đơn này nó có bật cả kỳ trên thân này đơn này là đơn số 15 em cũng bán là 400.000 rồi đơn số 16 này đơn số 16 là 350 này có một kỳ ở trên thân này có một kỳ trên thân này mầm gốc này Mọi người nhìn cái mầm gốc này lực dã man luôn Cái mầm gốc này lực dã man luôn Từ nãy đến giờ được đúng cái mầm gốc này Là em thấy là kinh khủng nhất Tất nhiên là những cái mầm khác Cũng rất là lực nhưng mà mầm này là mầm kinh khủng nhất Đó mầm này là mầm to nhất Còn to hơn cả những mầm mà em trồng luôn Đó cái mầm này Riêng cái mầm này em nói khẳng định Cô chú anh chị cuối năm 1 mét luôn Là chắc chắn luôn mà nó dòng này nó sai hoa mà thân này một mét thì chơi hoa thì phê lắm Đơn số 16 là rưỡi này Đơn số 17 này, 420 này. 420. Dài thôi 400 400 đi. Em sẽ bán cho mọi người là 400 đi. 400 nhá, đơn số 17 400. Dài ngoài 20 cm, một mầm gốc rất là đẹp luôn. Mầm gốc rất là đẹp luôn. Đây. Thân này, quá phê luôn. Em định bán 420 nhưng mà thôi để cho cô chú anh chị 400 cho tròn tiền nhá. Đây, mầm gốc rất phê nha. Đó, đơn số 17. Đơn số 18 cũng vậy. Em cũng tính 400. Đơn này dài khoảng 25 cm mầm gốc đây cho cô chú anh chị xem mầm gốc đây đấy mầm gốc đang bắt đầu nhú lên hẳn như này rồi rất là to kỳ rất là to luôn cô chú anh chị mà nhìn thấy những cái thân kỳ này về vườn thì mình chỉ có sướng thôi nha em chia sẻ thật sự là 18 đơn chi long nhất chi long hà nam đó em quay rồi đấy em quay lại cái cái chậu này để cho mọi người xem và mọi người trồng theo em nhá đó cái mầm nó mọi người phải trồng nó cao như thế này này nó cao như thế này này đấy thì cái mầm mọi người phải trồng cao như thế này này Thì giá thể của nó nó không bị bịt mất mầm gốc sang năm mọi người nhá Đây này Đó Cái giá thể mầm gốc mọi người trồng khá là cao lên cho em như thế này Giống chi long rất là đẹp Bản thân em cũng rất thích nuôi Nên là cực kỳ sai hoa Nếu để chơi hoa thì cực kỳ đã cái cuộc đời Nên là em quyết định em giữ thêm hai chậu nữa là thành 14 chậu giống trong nhà Đó để em sang năm em lại làm kim bán cho mọi người Còn đây tiếp tục Tiếp tục thì đây là một dòng lá xoài Hôm trước em có chia sẻ trên live ấy. Đây là một dòng lá xoài Lá cực kỳ to của Phúc Thọ Thân thủ to cực kỳ nha Đây kỳ 51 đây mọi người nha Đây là đơn cuối cùng Kỳ 51 mọi người nhìn thấy này Kỳ 51 nó như thế này mà đây là còn không có thân mẹ nha Không có thân mẹ Đấy. Mà kỳ 51 nó như thế này Đây em sẽ cho cô chú anh chị xem cái giò mẹ Đây em có hơn chục đơn dòng thân thủ lá xoài nữa Đây đây là, là dòng đây là giò mẹ của nó này đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy này cái bản lá của nó này rất là dài và rất là to lá này nó bây giờ bắt đầu nhú ra như thế này mà nó là lá nó đã như thế này rồi cái lá này mà đến cái thời điểm mà nó đi dài ra thì cái lá này to phản phạt như cái 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 lá lá lá, lá xoài luôn này mầm gốc này mọi người nhìn mầm gốc này cực kỳ kinh khủng luôn đây chia sẻ cô chú anh chị dòng này nó là lá nhăn nhá Dòng này nó lá nhăn nhá, đây này. Đấy, lá nó hơi nhăn nhăn này. Đấy, cô chú anh chị nhìn rõ chưa? Nó hơi nhăn nhăn. Đấy, đây là cái giò mẹ của nó, em đã cắt để làm kia rồi. Thì mầm gốc nó lên đây, đây, mọi người nhìn này, lá nó nhăn này. Đó, đây là dòng lá xoài nhưng mà nó lá nó lại hơi nhăn nhăn, dòng này của Phú Thọ mọi người nhá. Dòng này của Phú Thọ. Thì đây em sẽ vào em chia sẻ luôn cho cô chú anh chị xem luôn và cho cô chú anh chị xem hoa. Đây. Em chia sẻ với cô chú anh chị rằng là dòng này là siêu sai hoa luôn. Dòng này dòng siêu say hoa luôn Vừa được thân lá này vừa được hoa này Hoa cánh bầu nhẹ này mắt rất là đậm Mi hơi xước Mắt cực kỳ đậm nha mọi người nha Đây này Đó Cô chú anh chị nhìn thấy chưa Mắt cực kỳ đậm Mi này Mọi người nhìn thấy cái mi mắt của nó này Hơi xước này Đây Đấy em kéo bông này lên cho mọi người xem Mi của nó hơi xước Bông này cực kỳ là phê nhá Cực kỳ sai hoa và cực kỳ đẹp Đấy thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị Luôn những cái đơn của dòng thân thủ lá xoài này Đây đơn số 1 đơn số 19 là thân thủ siêu sai hoa của dòng lá xoài Phú Thọ 300.000 nghìn một mầm gốc đây mọi người nhìn thấy mầm gốc nó lực như thế này chưa này kỳ này 20 cm những cái dòng này là những cái dòng mà em đã để lại để em định để làm giống tiếp sang năm em nhân tiếp những cái dòng này nhưng mà lâu lâu rồi em không lên một cái video hàng thường nào hôm nay em lên chia sẻ cho cô chú anh chị một cái video hàng thân lá khủng đây mầm gốc này mọi người nhìn thấy chưa cực kỳ kinh khủng luôn 20 sen 300 000 nữa, đơn số 10 20. Đơn số 20 300 000 nữa nha mọi người nha. Đơn số 21 20 sen 280 đơn này dụng hết lá mầm gốc này. Mọi người nhìn thấy cái mầm gốc của nó là mọi người sướng rồi em nói thật chia sẻ với cô chú. Em nhìn thấy những cái mầm gốc 52 2 như thế này em thật sự bản thân em em cũng thích. Số 2B 22 này vẫn là dòng thân thủ siêu siêu sai hoa của dòng Phú Thọ. 20 sen này, mầm gốc này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy mầm gốc chưa? Đơn này cũng 300 000 là đơn số 22. Đơn số 23 này. Đơn số 23 này vẫn là nó này. Dài khoảng 20cm. Hai mà cái đơn này nó có một mầm gốc nha, nó có hai mầm nhưng mà nó bị hỏng mất một mầm. Nó bị con uh, sen nó gặm mất một mầm, còn một mầm dài dài ở bên dưới này. Đấy cái mầm này là hỏng rồi nhá. Cái mầm lỗ lỗ này có thủng thủng này là hỏng rồi nhá. Còn cái mầm này này. Đó. Cái mầm này là 250 000 cái đơn 23 này. Đơn 23 nhé mọi người nhé Đơn số 24 Đơn số 24 là 250 000 nữa này Đây Đơn số 24 mọi người, mọi người nhìn kỳ này Đấy nó đang xưng kia trên thân này Dòng này thân thủ nó đẹp lắm Nó được hai mầm gốc hai mầm gốc Đang bắt đầu lên 24 là 250 25 150 000 Có một đơn rẻ 25 Đây mầm gốc này Mầm gốc này khá đẹp, kêu ok nhá. 26. 26 đây, 400. Nhưng mọi người nhìn 400 nhá. Mọi người nhìn cái đơn 400 này nhá. Nó rụng hết lá rồi. Nhưng mà chia sẻ với cô chú anh chị rằng là mầm gốc này của một con này này, con nhỏ này, đơn này có 2 kỳ Một con nhỏ này có một mầm gốc. Đó. Còn con to này, con to này đang bắt đầu sưng. Đây. Đây, mầm đây. Đấy, mầm lại Mọi người nhìn cái kia này. Không kém thì ngón tay cái nhá, không kém thì ngón tay cái. Thân thủ rất là to, đây. lá đây Nó trụi lá rồi, mùa này trụi lá là bình thường mọi người nhá. Đơn này là 400.000. 26. Số 27, 300. Vẫn là dòng thân thủ siêu sai hoa, hai mầm gốc, rất là phê luôn. Hai mầm gốc quá đẹp luôn đấy. Mẹ nó rụng lá không quan trọng. Đơn số 28, 200.000. Hai mầm gốc, một cái kia nhỏ, một cái con mẹ này, mẹ đây. Và 2 hai, hai mầm gốc này Đó, 2 mầm gốc này Đó, 28, 200 nghìn 29 29, 180 nghìn Một mẹ một con Mẹ dụng lá rồi, mẹ ngắn ngắn dụng lá rồi Đây là số 29 Số 30 Số 30, 200 nghìn Đây, có một mẹ một con Đây, còn cái thân này Nó không có thân mẹ Nó đang bật mầm gốc ở đây Nó bật mầm gốc đây Đó Nó bị loá quá Số 20 này 200 nghìn À số 30 là 200 nghìn Số 30 mọi người nhá Một cái này có một mẹ một con này Còn cái này nó rút mất thân mẹ rồi Nó đang lên con rất là đẹp Đang bắt đầu sưng Số 30 Số 31 150 nghìn Một mẹ một con Số 31 150 nghìn Một mẹ một con Số 32 230 Đây Một mẹ hai con Hai mầm gốc này một mẹ này dụng lá chẳng ảnh hưởng gì Đấy là số 32 Còn đến đơn cuối cùng là đơn số 33 Em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị bằng một cái máy lửa cho cô chú anh chị xem Rồi đây là cái đơn số 33 là đơn cuối cùng em bán là 500 nghìn Số 33 là đơn cuối cùng em bán là 500 nghìn Đây đây là cái bút lông dòng to Mọi người nhìn là bút biết rồi Đây Thân thủ nó mức độ như thế này là kỳ 51 một thôi Thân nù đấy Kỳ lâm một thân nù đấy thân nù dòng thân thủ của lá xoài đấy Kỳ năm một đã như thế này rồi đây mọi người nhìn hai mầm gốc này đây hai mầm gốc này lực dã man luôn em chia sẻ thật sự với cô chú anh chị là cái đơn này ai mà ai mà 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 thích chơi dòng thân lá mà mua những cái đơn này về chơi thì sướng cực kỳ luôn ạ sướng cực kỳ này kỳ của nó này này năm một này đó đặt ngang với cái bút lông to này này đó hai mầm gốc nha Đơn này dài khoảng 18 19 cm. 500 000 Đơn số 33. Đó. Đấy là 33 đơn hàng hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị nhá. Thế còn cô chú anh chị thích đơn nào thì vui lòng alo qua số điện thoại 0982418124 cho em. Em tên là Tùng. Đó thì uh, em xin chia sẻ với cô chú anh chị rằng là em chỉ bán lan còn phân thuốc cô chú anh chị muốn mua Xin mời cô chú anh chị alo cho vợ em qua số điện thoại 098 uh, 0981 217831 vợ em tên là Quỳnh. Rồi. Uh, còn uh, cô chú anh chị xem video cho em xin một lượt đăng ký nhé. Em uh, chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin uh, cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người Siêu tầm được những cái giống đẹp, giống chuẩn để chơi và siêu tầm. Đó. Và cô chú anh chị xem video thì cho em xin một lượt đăng ký kênh. Sắp đủ 5k sub rồi, mọi người cố đăng ký đi để em làm một mini game khủng cho mọi người chơi nhá. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào những video sau Cô chú anh chị đăng ký nhớ bật chuông lên để theo dõi những cái video hay nhất của em nhé Em cảm ơn tất cả mọi người Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người